Chiều ngày 4 tháng 8, bé Tú Anh ở xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cùng nhóm bạn trong xóm ra chơi trên bãi đất trống gần nhà. Bất ngờ bé gái 7 tuổi bị rơi xuống khe của một đường ống giếng khoan. Khe hở mà Tú Anh rớt xuống có đường kính 40cm, nằm dọc theo đường ống nhựa sâu chừng 80m. Chủ lô đất cho biết đang chuẩn bị xây nhà xưởng, đường ống nhựa đã được khoan xuống nửa tháng nay. Quá trình thi công, đất cạnh đường ống này bị khoét rộng, tạo ra khe hở khiến cho bé gái rơi xuống. Hàng trăm cảnh sát Bình Dương nhanh chóng có mặt để triển khai cứu hộ. Đối với trường hợp cứu như thế này thì đây là trường hợp đầu tiên phức tạp như thế này. Nhận định bé gái ở độ sâu khoảng 10 mét, cảnh sát huy động 3 xe xúc mở rộng miệng, dùng cuốc sẻng đào bới để đưa bé lên. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ dùng bình oxy tăng áp kết nối với ống cao su nhỏ truyền xuống cho Tú Anh để có thêm dưỡng khí trong khi chờ cứu hộ. Do khu vực này chủ yếu là đất vàng pha cát, rất mềm khiến cho nguy cơ sụp lở lớn nên mọi thao tác đào đều rất thận trọng. Lẫn trong tiếng cuốc sẻng, thỉnh thoảng bé gái lại khóc vọng lên bảo mệt và buồn ngủ. Phía trên các nhân viên cứu hộ liên tục trấn an. Con chờ chú về chú đưa con đang chờ tới đi con. Con làm gì vậy? Sắp tới rồi, con đang chờ chú. Kéo em vô rồi nè. Khi đào bới bằng xe cơ giới được khoảng 7 mét, bé gái bất ngờ bị tuột sâu thêm và vướng lại vì có cục đá. Lực lượng cứu hộ phải dừng lại. Một dây thòng lọng được thả xuống để cho bé lồng tay vào nhằm giữ em không bị tuột sâu thêm. 22 giờ nhóm thợ đào giếng chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường. Họ tiến hành đào thêm một đường giếng có đường kính khoảng 80cm song song với đường ống khoan. Càng xuống sâu đất càng mềm nhũn, trong khi đường tiếp cận cách ống nhựa chỉ vài tấc, khiến cho những người thợ đào giếng có kinh nghiệm hàng chục năm lo sợ vì sạt lở. Trong khi đó, Tú Anh tiếp tục có dấu hiệu đuối sức. Cô bé ngủ thiếp đi khiến cho lực lượng cứu hộ lo sợ em sẽ buông ống thở. 1 giờ 25 phút, gần 10 tiếng đồng hồ bé gái sống trong lòng đất ở độ sâu 13 mét. Các thợ đào giếng bắt đầu chọc thủng lỗ nhỏ để tiếp cận khu vực em đang mắc kẹt. Gần 10 phút sau, lỗ thông được mở rộng, nhóm cứu hộ khoét đủ khoảng không, đưa bé gái lên an toàn. Cũng rất biết ơn chiến sĩ cứu hộ để giúp đỡ gia đình cứu bé nên được an toàn, mừng lắm. Con mắt con mũi cho nó ngớt nha. Nhỏ với con của anh mẹ ngoan nha. Giờ con mổ đi cho nó.